Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 và Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ 3 nam thanh niên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh miền Tây. Và thưa quý vị, ba tên cướp táo tợn này đã dùng xe tải chở một xe máy đến các tỉnh miền Tây tìm con mồi để cướp giật tài sản. Với thủ đoạn này thì cả ba đã thực hiện 7 vụ cướp táo tợn ở Tiền Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng. Ba thanh niên bị bắt giữ gồm Tất Kiến Hùng 31 tuổi, Nguyễn Quốc Duy 32 tuổi và Lê Văn Tài 31 tuổi, cùng ngụ phường Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 2, các trinh sát hình sự BC02, C02 và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang phát hiện xe tải do Duy cầm lái chạy trên quốc lộ 1 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi đến gần ngã tư Đồng Tâm thuộc xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lực lượng cảnh sát chặn kiểm tra. Tại hiện trường, tang vật cảnh sát thu giữ gồm 7 sợi dây kim loại màu vàng, 2 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay, 1 xe tải, 1 xe máy hiệu Exciter, 2 biển số nghi là giả, 3 điện thoại di động, hơn 7 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Bước đầu, tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang. Hiện cả 3 cùng tang vật đã được bàn giao cho công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra xử lý.